Ẩm rồi. Chúng ta lấy sản phẩm về, chúng ta đăng lên trên sàn chúng ta bán, thì bắt đầu khi mà chúng ta đã làm đủ đủ nha. Ban đầu chúng ta phải làm đủ á, chứ còn biết hoàn chỉnh hay hoàn hảo không, nhưng mà chúng ta phải làm đủ chính xác những cái bước mà ví dụ trên chúng ta kinh doanh trên Shopee, thì Shopee nó cho chúng ta làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm đủ bước đó, đủ các bước của họ đã hướng dẫn cho chúng ta. Thì xong rồi sau đó thì chúng ta mới rà lại là chúng ta có cần phải làm nó chuẩn chỉnh hơn nữa hay không, có thể làm tốt hơn nữa hay không. Khi mà chúng ta làm mọi thứ nó everything nó ok hết rồi, đầy đủ thông tin hình ảnh, chi tiết sản phẩm, thông số, rồi mô tả tiêu đề theo hướng dẫn của học viện họ đã hướng dẫn cho chúng ta, hoặc là chúng ta nghiên cứu thêm các nhà bán hàng khác. Chúng ta làm đủ rồi thì chúng ta hãy đặt chúng ta vào trong trong người mua, hành vi người mua, liệu mình là người mua mình có muốn mua cái sản phẩm mình đang bán hay không. Trả lời cái câu hỏi đó thì bắt đầu okay, mình nói muốn, mình thích sản phẩm đó, mình thấy mình đã tự tin rồi, rồi bắt đầu vậy mình có thể lấy cái sản phẩm ở trên sàn đó. Chúng ta hãy ban đầu chúng ta hãy bán cho người thân của chúng ta trước. Người thân của chúng ta là ai? Anh em, bố mẹ, những người nào mà chúng ta có thể bán, và hãy thuyết phục xem họ có mua hàng của chúng ta được hay không. Thì bắt đầu người gia đình chúng ta cũng ra được năm năm đơn hàng đầu tiên rồi, bắt đầu đó từ người thân, xong rồi cô dì chú bác, rồi tới bạn bè của chúng ta, họ có muốn mua họ hàng của chúng ta, và nếu mà họ mua thì họ có feedback gì cho chúng ta hay không. Thì cái này cũng là gọi là đi seeding này đó, đi seeding là có lực bán, nhưng mà hãy đi từ bên trong, đi ra bên ngoài trước, và từ trong nội tại của chúng ta, bản thân chúng ta có thích mua đó không, người thân chúng ta có thích hay không, có góp ý gì chúng ta hay không, rồi chúng ta mới mở rộng cái tập đó ra. Thì từ 5, 10 cho đến 20 mấy lượt bán, thì khi mà nó đều đều như vậy thì nó sẽ lên được cái đề xuất của Shopee, thì cái bắt đầu nó sẽ tăng được cái độ hiển thị, và chúng ta kết hợp thêm những cái chạy quảng cáo nội sàn bè ở bên trong nữa, tối ưu những cái mức độ liên quan cho nó nữa, thêm những cái gì nữa tối ưu nữa, thì sau khi đó thì nó mới tăng được tăng tăng được độ nhận diện hơn nữa trong trong cái ngành hàng của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu cái đơn hàng nó mới đổ về từng bước từng bước từng bước. Còn ban đầu mà chúng ta không bán được từ bên trong, từ nội bộ của chúng ta, thì khó mà chúng ta tiếp cận được bên ngoài. Đó là cái cách mà để chúng ta có thể có lực bán thôi. Mới lập thì chúng ta hãy bán, để có lực bán thì chúng ta hãy bán như vậy trước đi, khoan hẳn đi đâu xa hết đó. Và cái nguyên lý căn bản cái nè, khi mà chúng ta có 1.000 đơn hay là 3.000 đơn hay là 5.000 đơn một ngày, thì hãy bán như là một cái đơn đầu tiên mà chúng ta được bán rồi đó. Hãy trân trọng nó như là cái đơn hàng mà chúng ta nó ra đầu tiên, nó sướng lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm. Hãy trân trọng nó. Có nhiều người thì họ kêu là cái đơn từ lúc một đơn đến 10 đơn đó, thì họ họ kêu là gọi happy, hạnh phúc lắm trong cuộc đời, bán được hàng vui lắm. Đi đi follow cái đơn hàng nó từ từ đóng gói ra tới bên vận chuyển luôn, và chăm sóc khách hàng luôn. Nhưng mà chúng ta có 1.000 đơn thì chúng ta quên cái cảm giác đó đi, chúng ta kêu mấy đơn hàng nó thường lắm, ngày nào nó cũng như vậy, và chúng ta hờ hững hơn so với khách hàng, và hờ hững hơn so với sản phẩm, thì bắt đầu cái service và những cái khác nó dần dần đi xuống đó. Cho nên mình phải 1.000 đơn hay là 5.000 đơn, 10.000 đơn, thì chúng ta hãy trân trọng nó như là những cái đơn xuất hiện đầu tiên, chúng ta có được những cái đơn hàng đầu tiên đó, thì và chúng ta biết ơn được những cái điều đó, thì chắc chắn là những cái đơn hàng tiếp theo nó cũng vẫn ở trong một cái tinh thần và một cái giá trị gì đó mà chúng ta cần trân trọng đó.